Vào sáng ngày 8 tháng 8, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đã chính thức thông xe. Mặc dù là giờ cao điểm nhưng ở phía dưới các phương tiện không cần chịu cảnh ùn ứ tắc đường như trước đây. Cây cầu này có tổng chiều dài là 278m, gồm 5 nhịp, 4 làn xe, tải trọng thiết kế cấp 2, dầm hộp thép, tĩnh không thông xe dưới cầu là 4,75m. Theo phương án phân luồng của Sở Giao thông Vận tải, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ. Xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dụng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực ở nút giao dưới cầu vượt theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẽ, đèn tín hiệu giao thông. Cầu cũng được thiết kế có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước và sơn phản quang. Khởi công vào tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư là 560 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, kết nối ba quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Cây cầu có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.